Các bạn đến với luật ngón đơn trên gõ đang các bạn. Đang ta sẽ có những cái luật sau đây. Thứ nhất là luật năm ngón các bạn. Rồi thứ nhì là luật lùa ngón và bắt ngón ha. Là luật giãn ngón, luật thâu ngón, ngay chụm ngón, luật ngón cái, thế ngón vang, thế ngón ngậm, mượn ngón mà đánh chéo ngón, vân vân. Chúng ta thấy trước khi qua cái này đó thì chúng ta sẽ lướt trên cái bàn phím chút các bạn ha. Thì các bạn đến với lại chương trình Organ 2015, chúng ta thấy cái phần mà trên cái phím đờn ấy, chúng ta kỳ nhất là ba điều các bạn. Điều thứ nhất là nhảy cò cò, nhảy cò cò. Thứ nhì là ngửa bằng thường thường ta đánh ngửa bằng tay hoặc là bắt ngón liên tục. Ví dụ ta nhảy cò cò là như vậy các bạn. Ta thấy không? Như ta đánh nè, ta đánh nó này, do do son, son. Sao lá là tôi bấm vô này lá rồi chúng ta giãn tay ra chứ ta không được quyền nhảy các bạn. Tôi đánh về này được rồi. Đó là tôi nhảy cò cò, ta phải giãn cái tay ra vậy các bạn. Tôi dùng để năm ngón ha. Vân vân, hoặc là chúng ta không được ngửa bằng tay, chẳng hạn ta đánh ta đánh vậy là không được, hoặc là chúng ta hay bắt ngón trả ngón liên tục các bạn, dù này ha. Vân vân, dù ta đánh đố xì ha, đố đố nè. Chúng ta đã bắt ngón liên tục. À, giờ chúng ta sẽ trở lại cái phần luật năm ngón. Luật năm ngón thể nền thì là ngón cái đặt trên nấc đô và diễn theo thứ thứ tự các bạn. Và chúng ta có thể nền giãn vân vân, với lại thể thể ba thể thể đạo một và thể đạo hai. Bên với có thể nền là thế nào ha? Thể nền tức là bác thấy trên đây là thể nền các bạn, đây là thể nền. Thể nền là cái nốt nó dài ha, tức là đồ thể nền. Rồi giờ thể nền giãn, thể nền giãn tức là chúng ta sẽ đánh vậy các bạn ha. Cái tay sẽ giãn ra để đánh được nó là à. Hoặc là thể nền giãn ta đánh giãn về phía này để ta đánh được nó xì vân vân. Đây là thể nền, là ngón thể nền các bạn. Rồi thể đảo một, thể đảo một, thể đảo một tức là ngón cái đặt trên rít mi ta đánh vậy các bạn ha. Hoặc là như vậy, nó gọi là thể đảo một. Có những bài nhạc nó đập bài thể đảo một vậy là ha. Vâng vâng. Rồi có những bài nhạc đó như thể nền, có những bài vậy ha. Đây ha. Vâng vâng. Đó là thể 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 đảo một. Thể đảo một là có như cái bài chúng ta học bài vào rừng hoa các bạn hay thấy vậy ha. Mây son vâng ha. Còn là thể đạo hai. Thể đạo hai tức là cái bài mà cái nốt nhạc nó nằm ở trên cái ngón cái sẽ nằm trên nó son à, vậy bạn ha. Nó sẽ nằm vậy. Thế hay như bài Jingle Bell lúc đầu các bạn ha. Son mi re do son ha. Son mi re do la. Ba mi re son chúng ta là gọi là bài nhạc này nó bắt đầu bằng cái thể đảo để đảo hai các bạn ha. Chẳng hạn như cái bài 500 dặm á, các thấy đô mây, đô mây, rê đô rê, mi rê đô là đô rê, mi rê đô là, sòn là đô đô. Chúng ta làm lại ha, đó là thể đạo hai, sòn ha, rồi là sòn đô mây được chưa? Sòn đô mây. Sẽ có cái đó gọi là thể đạo hai các bạn ha.
lục lùa ngón và bắt ngón các bạn. Lục lùa ngón tức là cái ngón cái nó sẽ nằm dưới cái ngón kia. Chẳng hạn như ta đánh cái bài này, ta muốn đánh các nốt mà từ đô tới đô, chẳng hạn ta đánh vậy. À, nếu ta không đánh được ta sẽ ngửa bàn tay, nên ta phải đánh gì các bạn? Đô rê mê ta, ta luồn xuống này, luồn ngón cái xuống hai nè. Và ta luồn đó là luồn ngón, ví dụ như đô rê mê fa sol la si đô. Rồi ta bắt ta trở về đô si la sol. Ta đã bắt ta nghe là ta bắt ngón các bạn, ta làm lại nha. Đô đô rê mê fa sol la si đô. Rồi ta trở về đô si la sol fa. Ta bắt ngón đó là lục ngủ ngón và bắt ngón các bạn ha. Đô tức là ta đánh ngón ba lên đây ha, ta làm lại đô rê mi, ta luồn xuống ba son la si đô, rồi đô si la son mi, đó là luồn ngón bắt ngón các bạn. Rồi tiếp tiếp tức là được thâu ngón và chụm ngón các bạn, thả ngón hay thâu ngón. Chẳng hạn như ta thấy trong cái dạng ngón á, giãn ngón ta đánh dù trong cái bài này các bạn, cái bài năm ngón tay ngoài ta ha, ta sẽ có cái lực giãn ngón, ta sẽ coi cái cấu trúc của cái bài đó ha.